Trâu quá anh em ạ, hai quả này, ba quả này, bốn quả này, năm quả này, sáu quả gãy tay này. Đấy, các bạn nhìn xem. Trâu bò khủng khiếp luôn. Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh FlanKM, một tựa game Flan với Zombie 2. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like và subscribe kênh để có thể theo dõi được những video hay nhất, hấp dẫn nhất tại kênh FlanKM. Đừng quên nhấn chuông để có thể là người đầu tiên sở hữu những video mới nhất được up lên từ kênh FlanKM nhé. Rồi, bây giờ xin mời tất cả các bạn quay trở lại với clip của mình. Chào anh em nhé. Thì hôm nay sẽ cho anh em mở mang cái tầm nhìn. Thì từ trước giờ anh em đã luôn up các flan của mình lên cao, lên max M200, max level M200, rồi lên master 99 để đi hành các zombie, và các zombie luôn bị ăn hành sấp cả mặt mày vào, tối tăm mắt mũi vào, và lúc nào cũng lo ngay ngáy vì các flan của chúng ta quá mạnh và chúng luôn chế giễu các flan của chúng ta rằng chúng mày chơi hack thì chơi với ai, chơi như vậy thì cho chúng mày chơi một mình. Chính cái câu chế giễu này đã có hai con zombie mới xuất hiện trong phiên bản 8.1.1 và chúng đã đứng lên thống trị để đòi lại cái quyền lợi cũng như là bị áp bức từ trước đến giờ, vì các flan của chúng ta đã áp bức các zombie quá mức rồi. Hôm nay chúng đứng lên để đòi lại công bằng, và bây giờ các bạn hãy xem cái sự đòi lại công bằng của chúng như thế nào khi chúng thể hiện qua phiên bản 8.1.1 này nhé. Rồi, xin mời các bạn vào cùng xem video nhé. Chúng ta sẽ vào phần Aventus. Và các bạn xem nhé, mình sẽ nhấn vào quyển sách ở góc trên màn hình. Ở đây mình toàn M200 tất cả các flan nhé, đã được mở khóa và lên M200 không săn. Rồi, đấy. Và hôm nay mình sẽ dùng cái M200 không săn này để đấu lại với các zombie của phiên bản mới nhất 8.1.1. Zombie Medusa này và zombie Roman. Khi chúng đã thực sự đứng lên đòi quyền lực, quyền lợi cho mình, thì sự đối kháng từ các flan và các zombie khi chúng tranh giành quyền lực với nhau, các bạn hãy theo dõi video nhé để xem sự tranh giành quyền lực đó thực sự đã thuộc về ai và ai là người thống trị. Rồi, chúng ta sẽ thoát ra nhé. Và đây, các bạn sẽ vào cái ải 2 này cho mình nhé, ở phần tour du lịch. Rồi, đấy, các bạn nhìn xem. Đây, đấy, zombie Roman xuất hiện đây, và con Medusa đây, đấy. Thì các video trước mình đã giới thiệu cho anh em rồi. Con này có bộ trang phục rất kỳ dị luôn. Đầu thì toàn con rắn, và cái đôi giày thì ăn rất kinh khủng luôn nhé. Còn cái con này thì đây, thằng đầy tớ cõng chủ nhân ở trên, ngồi lên trên. Nó vác cái cột rất nặng, khổ thân cái thằng Gangatua này. Nó từ trước đến giờ mình thấy là nó khổ nhất trong các Gangatua mà mình đã gặp. Rồi, chúng ta không chém gió lôi thôi lằng nhằng nữa, vào trận thôi, chọn các flan để chiến đấu thôi. Đây, không săn nên là mình sẽ chọn và sẽ chọn cái gì đây. Đấy, mình phải dùng M200 và không săn để mình thử sức với chúng, vì chúng đứng lên đòi quyền lợi nên là mình cũng phải dùng cái nào mạnh mạnh tí để thi đấu lại với nó, chứ không để nó hành cho thì có phải là mang tiếng cả đời không. Thế nên là mình phải chọn lựa cái nào nó chất và mạnh vào. Đấy, rồi thi đấu với chúng. Đây, mình sẽ dùng thuyền bồn quýt nhá, và chúng ta sẽ dùng đa ti chốc ở Untomato này. Đấy, toàn cây cối mạnh mẽ thôi. Và chúng ta sẽ dùng con nào để cản phá chúng nhá. Đây, bom mìn đủ kiểu. Rồi,
Như thế này đã đủ để anh em có thể chống lại các zombie rồi, chúng ta sẽ vào trận thôi. Không biết liệu có ăn được nó không đây, hay nó hành cho tới tấp, sấp cả mặt mày vào thì chết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ không săn nên là chúng ta sẽ làm cho ba hàng nhé. Ba hàng ở đây, cho nó chắc ăn. Mình lợi thế hơn các bạn ạ, vì không săn. Đấy, rồi, bây giờ mình sẽ cho gốc cây lửa ở đây. Đấy, tiếp tục mình sẽ nhấn lá. Rồi, bút cho nó lên. Đấy, zombie Medusa xuất hiện rồi. Và nó đẩy bức tượng của bên China nhé. Nó mượn, nó sang đây nó đẩy. Đấy, anh em bắt đầu thả thôi. Bùm, không ăn thua gì nha. Một quả không ăn thua nha. Hai quả không ăn thua này. Ba quả không ăn thua anh em ơi. Tôi chết rồi. Bốn quả không ăn thua. Tôi chết rồi, mình nhầm rồi. 5 quả không ăn thua anh em ơi. 5 quả với vỡ được cái miếng thạch cao thôi. À nó, nó hất tung zombie may quá. À nó hất tung zombie đi các bạn ạ. Chứ không nếu mà thịt được nó cũng hơi căng đấy anh em ạ. Rồi mình sẽ dùng đao tia chớp ở đây để bắn thôi. Rồi. Liệu có ăn hành được nó không đây? Hay để nó đánh cho tới tấp mặt mày vào. Chết rồi, cái con này mình phải dùng cái con này để đẩy lùi nó lại thôi. Không ổn rồi anh em ơi, không ổn rồi, nó trâu quá anh em ạ. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cho cái thằng thằng đánh gôn kia nó hút vào cái cục ấy này. Không ăn thua anh em ạ, không ăn thua. Dùng cho nó hút vào nhưng mà không ăn thua. Nó liên hồi nhưng mà không thể giết được con Medusa này anh em này. Nó đã bị gãy tay rồi nhưng mà không không việc gì này anh em này. Đấy, nó đã bị gãy tay rồi này. Chết rồi, chết rồi, không ổn rồi anh em ơi. Chết rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Không thể cản phá nổi anh em ạ. Chết, chết rồi. Không thể cản phá nổi. Mình đã mất một cái xe và phải tiếp tục dùng con này để đẩy lùi nó lại thôi. Không cản phá nổi anh em ạ. Đây, bom mìn chỉ nổ không thôi nhá. Đấy, chưa tiêu diệt được nó. Anh em ơi, nhìn này. Đấy, ba quả nó mới chết anh em ơi. Con Medusa này nhá, mình sẽ cho các bạn cho nó xem nó ăn cái này bao nhiêu quả thì nó nổ. Một quả nhá. Trâu quá anh em ạ. Hai quả này, ba quả này, bốn quả này, năm quả này, sáu quả gãy tay này, bảy quả này chưa chết này. Tám quả chưa chết này, chín quả chưa chết này, mười quả chưa chết này, mười một quả chưa chết này, mười hai quả mới chết anh em nhé. Đây, mười hai quả mới giết được con Medusa. Đây, 12 quả trứng này mới giết được con Medusa này. Trứng bom. Đấy các bạn nhìn xem, nó trâu bò như thế các bạn này. 12 quả mới tiêu diệt được nó. M200 đặt. Các bạn nhìn óc chó này, đặt phát nó ra ăn cắn vài miếng phát hết luôn. Đấy các bạn nhìn xem. Trâu bò khủng khiếp luôn. Óc chó đặt đây chắn không ăn thua gì, chỉ cắn nhẹ cái mất mà M200 của mình đấy anh em ạ. Đấy. Anh em nhìn xem đội quân của nó tiến lên khủng khiếp không? Đấy, không thể cản phá nổi, không săn nhá. Mình đặt liên tục liên hồi mà cũng không cản phá được này. Anh em nhìn này, đấy. Hôm nay trận này chắc mình bị ăn hành tới tấp rồi anh em ạ. Không ổn đâu, không cản phá nổi. Vậy thôi. Đấy, anh em nhìn xem sự lợi hại của các zombie khi chúng là các zombie mới và chúng đã xuất hiện trong phiên bản 8.1.1. Đấy, anh em nhìn xem M200 không săn nhá. Đấy, các cây cối của mình. Đấy, các cây cối của mình M200 không săn nhưng vẫn không ăn thua. Đội quân vẫn tiến lên đều đều và không cản phá nổi anh em này. Đấy. Trồng cây không kịp. Trồng cây không kịp để tiêu diệt chúng. Và các cây của mình khi đã trồng, trồng đến đâu là chết đến đấy. Trồng đến đâu là chết khi chúng tiến gần và chúng ăn rất nhanh chóng luôn. Chỉ cần chạm một cái là mất. Các bạn nhìn xem nhé, đây có bom đây, mình đặt ở đây nhé. Này, đấy các bạn, mỗi phát nổ luôn. Đấy, mỗi phát nổ luôn, các bạn nhìn xem. Đấy, không thể cản phá nổi. Các bạn phải nhiều thì các bạn mới cản phá được, giết được nó thì mới cản phá được. Còn không là các bạn sẽ không cản phá được nổi các con zombie này. Đội quân La Mã của nó tiến lên rất đông và chúng rất mạnh mẽ các bạn nhé. Đấy, mình lại phải gạt thôi.
Đây. Đấy. Không là trận này sẽ thua thảm hại rồi các bạn. Bởi vì các bạn nhìn ở đây nhá. Đây, đấy. Zombie ở đây sẽ còn rất đông và mình mới chỉ có mới bắt đầu, mới đi được một tí thôi. Đây. Mới đi được một tí, các zombie mới lên được một tí thôi. Còn rất dài, trận này còn rất dài và lâu. Rất cam go luôn. Nếu chúng ta tiếp tục chiến đấu thì chắc chắn vẫn sẽ thua và vẫn sẽ bị ăn hành thậm tệ. Đấy, các bạn xem đội quân của nó rất đông và các con zombie đây. Gangatua giờ bắt đầu với lên này. Gangatua ở phiên bản 8.1.1 giờ nó bắt đầu với lên này. Còn từ đầu đến giờ là toàn Medusa và các zombie khác. Đấy, các bạn nhìn xem. Và chúng ta đã M200, dùng M200 khi chúng ta đã kéo cây tẹt ga mỏi tay vì nó không săn chắn đến đâu nhưng cũng không thể nào mà cản phá được các zombie ở đây. Nó quá mạnh, quá khủng khiếp luôn. Thì các zombie ở đây nó lên level 50 và thật sự là chúng ta đã bị ăn hành, đã thất bại thảm hại khi đã khinh thường các zombie. Và các zombie ở đây nó đã phục thù được, nó đã đòi được cái quyền lợi và từ trước đến giờ chúng ta luôn luôn hành chúng, luôn luôn lấy thịt đè người, luôn luôn ý mạnh hiếp yếu, luôn luôn hách để cho chúng thua thảm hại, không ngóc đầu lên được. Và hôm nay chúng đã phục thù thì rồi. Các bạn muốn tải cái bản này thì các bạn sẽ kéo xuống phần mô tả nhé, mình để link dưới phần mô tả video. Và có link nếu các bạn không biết cách chép đấy thì các bạn hãy làm theo hướng dẫn video hướng dẫn ở dưới để các bạn có thể chép thành công nhé. Rồi thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hôm nay mình đã thử nghiệm cho các bạn xem các flan của chúng ta khi đạt M200 không săn nhưng vẫn không hạ được các zombie của chúng ta level 50 ở phiên bản mới nhất 8.1.1 và các new zombie mới. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, share video cho tất cả mọi người cùng biết và đừng quên nhấn đăng ký để có thể theo dõi được nhiều video hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa tại kênh Flan Gamer nhé. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.